đây là vị thần thảm hại nhất mà tôi từng gặp, thế mà lại bị con người xích hai tay lại rồi tra tấn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lớn tiếng hét, cha, xin hãy ban cho con sức mạnh. Vị thần ở trên trời quả nhiên đã nghe thấy tiếng gọi của anh, giúp anh thoát khỏi xiềng xích. Anh dùng dây xích làm vũ khí, đánh đám kỵ binh tơi bởi khói lửa. Thì ra anh là con riêng của thần Du Sở trần gian. Vào 20 năm trước, do sự cai trị tàn bạo của vua Hy Lạp khiến người dân không thể mưu sinh, thế là thần Zeus quyết định tự ra mặt giải quyết. Vào một buổi tối nhân lúc hoàng hậu đang ngủ, người liền bắt đầu gieo rắc mầm giống, nhưng lại bị quốc vương phát hiện giữa chừng. Lần này thì hay rồi, vấn đề còn chưa được giải quyết, ngược lại còn kích thích sự phẫn nộ của quốc vương. Không thể không nói, cách giải quyết vấn đề của thần khiến cho người phàm khó mà hiểu được. Không lâu sau, hoàng hậu hạ sinh ra một đứa bé đặt tên là Arthur, cũng chính là thần Hawkwind trong tương lai. 20 năm sau, Arthur đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh vạm vỡ, còn lén lút thì non hẹn biển với công chúa nước láng giềng. Nhưng trùng hợp là hoàng tử cũng thích vị công chúa này. Hoàng tử nói với công chúa, ta yêu nàng mà nàng lại yêu hắn, nàng có vấn đề về mắt sao? Sau khi công chúa quay về, hai em bắt đầu cãi nhau, kết quả là gặp phải một con sư tử hung dữ. Hai người dùng giáo để tấn công sư tử, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Hoàng tử sợ hãi trốn qua một bên, trừng mắt nhìn Arthur bị con sư tử đè xuống. Đột nhiên Arthur dùng tay siết chặt cổ nó, không ngờ rằng lại có thể bóp chết sư tử. Sau đó họ về đến thành trì. Hoàng tử này thế mà không biết xấu hổ tuyên bố với mọi người, nói với mọi người rằng chính hắn đã xử lý con sư tử. Còn Arthur thì lại không giải thích gì, vì anh không hề quan tâm đến danh lợi, chỉ muốn ở bên người phụ nữ mà mình yêu. Sau đó quốc vương ngay lập tức tuyên bố, vì để giữ mối quan hệ giữa hai nước, công chúa sẽ được gả cho hoàng tử. Lời tuyên bố đột ngột này khiến cho công chúa và Arthur ngẩn cả người. Công chúa ngay lập tức cưỡi ngựa chạy ra ngoài, Arthur thì đuổi theo sau. Hai người còn định bỏ trốn cùng nhau, nhưng rất nhanh kỵ binh đã đuổi đến nơi, bắt hai người họ về. Nhưng Arthur dù sao cũng là hoàng tử, không thể dễ dàng giết bỏ. Thế là quốc vương liền phái anh đến Ai Cập xa xôi, đem theo một đội quân 80 người để trấn áp mấy chục nghìn kẻ địch. Arthur đem theo thuộc hạ cuối cùng cũng tới Ai Cập. Kết quả khi thuộc hạ đi dò đường thì lại đột tử một cách khó hiểu, còn bị treo lên. Arthur cảm giác có gì đó không đúng nên muốn rút lui. Đột nhiên có một đội quân xuất hiện bao vây bọn họ. Thì ra đây chính là kẻ địch mai phục, nhưng họ chỉ có 80 người, làm sao có thể đấu với đội quân địch mấy chục nghìn người đây. Đội quân của Arthur gần như đã bị đánh bại. Đội quân 80 người mà bây giờ chỉ còn lại 2 người là Arthur và tướng quân. Kẻ địch thấy cái này tưởng rằng Arthur đã chết, thế là liền tha cho 2 người rồi định bán họ đi làm nô lệ. Sau đó đem mũ của Arthur về Hy Lạp. Quốc vương cầm chiếc mũ, nhưng vẫn kìm nén sự vui mừng và tổ chức tang lễ cho Arthur. Nhưng hoàng hậu đã nhìn thấu tất cả, bà biết rằng quốc vương đã thông đồng với kẻ địch để mưu hại Arthur. Thế là hai người xảy ra tranh chấp, quốc vương dùng dao đâm thẳng vào tim của hoàng hậu. Còn bên này Arthur và tướng quân đã bị bán cho đấu trường dưới lòng đất. Hai người dần trở nên nổi tiếng, giúp chủ nhân kiếm được không ít tiền từ đấu trường nhỏ dưới lòng đất, rồi lên đến đấu trường lớn, cuối cùng lại quay lại Hy Lạp tham gia chiến đấu ở một đấu trường lớn như vậy, mà anh lại còn phải một mình đánh với 6 người, và 6 người này cũng chưa từng thua trận. Kết quả chắc là không cần nói cũng biết, vì Arthur là vai chính nên đã chiến thắng tất cả. Và nhờ trận đấu này đã khiến Arthur giành lại sự tự do. Do danh tiếng của anh ngày một lan rộng, người từng là thuộc hạ của anh đã nhận ra anh, thế là ông đã đưa người đến để phục vụ anh. Người đã từng là thầy cũng đã nói cho Arthur nghe tin về mẹ mình. Anh vô cùng đau khổ, và anh thề rằng sẽ chấm dứt sự thống trị của quốc vương, cứu lấy mạng sống của bách tính. Thế là họ dẫn theo một đội quân để giải thoát cho dân chúng. Người đi theo họ cũng càng ngày càng nhiều. Còn việc liên quan đến tin đồn Arthur chính là một vị thần cũng ngày một lan rộng, rất nhanh chuyện này cũng đã truyền đến tai quốc vương, nên liền sai người đến bắt họ lại, trói Arthur vào cột đá, tra tấn anh trước mặt dân chúng, nói với tất cả mọi người, thần thánh cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Sau đó còn bắt cả tướng quân và thầy của anh đến, rồi giết người thầy của Arthur ngay trước mặt anh. Arthur ngay lập tức bùng nổ, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời gọi tên thần Zeus, cầu xin người hãy giúp con. Kết quả thần Zeus thật sự đã đáp ứng Arthur, giúp anh thoát khỏi cột đá, giải quyết hết binh sĩ ở đây. Lần này tất cả mọi người đều tin rồi, Arthur chính là đấng cứu thế. Sau đó họ tập hợp tất cả binh lính đến trước cửa thành trì. Kết quả là các cung thủ đã bỏ trốn hết, cửa thành được mở ra để họ tiến vào. Arthur đem theo binh lính đến trước mặt quốc vương, đề xuất muốn cùng ông ta chiến đấu giống như hai người đàn ông, để phân ra người thắng kẻ bại. Người thắng sẽ có được tất cả, kẻ thua cuộc sẽ phải chết ngay tại đây. Quốc vương liền nghĩ ngươi coi ta là kẻ ngốc sao, thế là liền sai binh lính tấn công ngay lập tức. Lúc này Arthur mượn sức mạnh của sấm sét, một roi, hai roi rồi ba roi, chỉ một chiếc roi đã quét sạch mọi kẻ địch trong một nốt nhạc. Quốc vương thấy tình hình không ổn nên liền trốn vào trong cung điện. Arthur ngay lập tức đuổi theo,
Sau một hồi chiến đấu, A Thua cuối cùng cũng khống chế được quốc vương. Lúc này hoàng tử bắt công chúa làm con tin, yêu cầu A Thua bỏ vũ khí xuống, nếu không sẽ giết chết công chúa. Nhưng công chúa lại không cho hắn cơ hội đó, mà muốn tự mình xuống tay. Thế là một nhát kiếm xuyên thẳng qua người công chúa và tên hoàng tử kia, hai người cùng nhau ngã xuống. A Thua lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ, ném quốc vương xuống đất, dùng cách mà hắn đã giết mẹ anh, kết thúc cuộc đời tàn bạo của ông ta. Sau đó anh nhìn công chúa đang nằm dưới đất, đều là bị đâm vào tim. Người khác thì sớm đã chết rồi, nhưng cô lại vẫn còn sống. Lẽ nào tim của cô nằm bên phải? Sau đó công chúa đã sinh cho A Thua một đứa bé. Người dân Hy Lạp cuối cùng cũng thoát khỏi khổ nạn. Bộ phim này ra mắt vào năm 2014, cũng liên quan đến thần thoại Hy Lạp của châu Âu. Bộ phim về đấng cứu thế, nhưng điểm khác biệt với những thần thoại khác, vị thần này đã được khắc họa khi không có sức mạnh gì, mà chỉ có dáng vẻ của người thường. Ngược lại, A Thua còn phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, thậm chí sự hy sinh của người thân khiến anh từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, đạt được sự công nhận của tất cả mọi người, nên mới trở thành một đấng cứu thế. Vì thế chúng ta cũng giống như vậy, đường đời của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng cho dù gặp khó khăn cũng đừng bỏ cuộc, vì đó có thể là thử thách do ông trời sắp đặt. Đợi đến khi bạn vượt qua khó khăn, chắc chắn bạn sẽ có được những gì bạn cố gắng để đạt được. Câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhấn theo dõi kênh để đón xem nhiều bộ phim đặc sắc hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.